Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020. Đến dự về phía quân khu có đồng chí Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy quân khu. Quá trình huấn luyện đã bám sát phương châm và đối tượng huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện đã có sự đổi mới, chất lượng huấn luyện đã được nâng lên. Trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương, đã kết hợp tốt giữa công tác huấn luyện với công tác dân vận, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận đánh giá cao kết quả của lực lượng vũ trang tỉnh qua 5 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết này, tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế và cải cách hành chính quân sự, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật, thực hiện nghiêm công tác tham mưu huấn luyện, nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ, làm tốt công tác chuẩn bị bước vào huấn luyện, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Quá trình huấn luyện bám sát phương châm huấn luyện cho từng đối tượng, sát với phương án tác chiến, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 7 giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương. Ngày 14 tháng 8, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với huyện Bắc Hà về việc triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch Bắc Hà giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, du lịch Bắc Hà có những chuyển biến tích cực. Năm 2016, khách du lịch đến Bắc Hà ước khoảng 220.000 lượt người, doanh thu đạt 110 tỷ đồng. Năm 2017, huyện Bắc Hà đã đón khoảng 301 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 190 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm 2018, khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn đạt 278.000 lượt người. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 224 tỷ đồng, tăng 32 tỷ so với năm 2016, đạt 63% so với chỉ tiêu đề án. Các sản phẩm du lịch đã được chú ý xây dựng nhằm thu hút du khách đến với địa phương như đua ngựa truyền thống, chợ đêm, du lịch cộng đồng. Huyện Bắc Hà phấn đấu đến năm 2020 đón khoảng 710.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, huyện Bắc Hà đã kiến nghị với Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch theo các hạng mục đã được đề ra trong đề án. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng điểm thông tin du lịch tại khu vực trung tâm huyện và quảng bá mạnh mẽ du lịch Bắc Hà đến với du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty lữ hành, kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục mở các lớp đào tạo về nghiệp vụ du lịch trên địa bàn huyện, hướng dẫn công tác nghiệp vụ du lịch. Cũng tại buổi làm việc, các sở ban ngành của tỉnh cũng đã nêu lên những ý kiến, chỉ ra những tồn tại vướng mắc ảnh hưởng đến phát triển du lịch của huyện Bắc Hà, như cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chưa được đầu tư đúng mức, thiếu những điểm vui chơi giải trí, không có sản phẩm lưu niệm đặc trưng, ẩm thực chưa phong phú, hệ thống khách sạn nhà nghỉ phục vụ khách du lịch chưa đáp ứng nhu cầu quy mô và chất lượng, trang thiết bị nội thất chưa đồng bộ. Các chương trình quảng bá giới thiệu chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có sức hút lớn tới khách du lịch. Số lượng hướng dẫn viên được đào tạo cơ bản về chuyên môn và ngoại ngữ rất thiếu. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông tới các điểm du lịch đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của du khách. Đây là những vấn đề cần được huyện Bắc Hà và các đơn vị liên quan khắc phục trong thời gian tới. Vừa qua, huyện Bảo Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho 260 cán bộ, giáo viên và nhân dân y tế thôn bản trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề, gồm một số vấn đề về công tác dân vận của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, những quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, cung cấp thông tin tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những định hướng về bảo vệ an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên và y tế thôn bản,
qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Mường Khương phối hợp với Trạm Y tế xã Nấm Lư triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2018. Tham gia chiến dịch, chị em phụ nữ trên địa bàn xã Nấm Lư đã được khám, tư vấn, cấp thuốc tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, siêu âm, cấp thuốc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản thông thường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên trong ngày triển khai chiến dịch, trung tâm đã làm thủ thuật tránh thai cho 9 người, khám cấp phát thuốc về các bệnh phụ khoa cho hàng trăm người. Chiến dịch lần này sẽ được tổ chức triển khai tại 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mường Khương với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về dân số kế hoạch hóa gia đình, huy động sự tham gia của các cấp các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền vận động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Thắng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chỉ Quang tổ chức bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Đặng Văn Minh A và ông Tráng Văn Lợi tại thôn Làng Đào 2, xã Chỉ Quang. Đây là hai hộ thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà ông Đặng Văn Minh A và bà Hoàng Thị Tuyết được xây dựng từ tháng 5 năm 2018 với diện tích 70m², kinh phí đầu tư xây dựng là 83 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngôi nhà của ông Tráng Văn Lợi được xây dựng tháng 5 năm 2018 đến nay đã hoàn thành 90% khối lượng công trình với diện tích 80m². Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc huyện là 20 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của gia đình, anh em, chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình. Xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình hết sức có ý nghĩa nhằm giúp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện sửa chữa, xây nhà mới, giúp cho các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Thắng đã vận động hỗ trợ hai hộ dân tại thôn Làng Đào mỗi hộ 5 triệu đồng để sửa chữa nhà ở dột nát. Cốc Mì là một xã còn nhiều khó khăn của huyện Bát Sát, nên việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập vẫn luôn là vấn đề được cấp ủy chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Những năm gần đây, trên địa bàn xã đã có nhiều hộ gia đình mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế ổn định. Đây là mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Đặng Văn Luyện, thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mì. Năm 1997, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, anh xây dựng gia đình và bắt tay vào phát triển kinh tế. Những ngày đầu lập nghiệp, gia đình anh gặp nhiều khó khăn vì kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nhờ được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế ở nhiều địa phương đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Năm 2017, gia đình bắt đầu chuyển đổi từ đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang đào ao thả cá kết hợp với chăn nuôi. Giờ đây gia đình anh lúc nào cũng có gần 300 con gà, con ngan. Đồng thời anh đã đào được 4 ao nuôi các giống cá với trên 1,2 hectare mặt nước, mỗi năm cho thu hoạch từ 8 đến 10 tấn cá thương phẩm. Với hai sào đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả, vụ hè thu năm 2018, anh đã chuyển sang trồng thử nghiệm giống ớt chỉ thiên, hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao. Đây cũng là chỉ là mô hình để cho chúng tôi mới thí điểm thôi. Nếu có thể có đầu ra ổn định thì tốt, chúng tôi sẽ có thể là mở rộng cái khu vực, toàn bộ khu vực diện tích ở đây để chuyển sang trồng ớt. Đấy. Thế nhưng mà cái đầu ra thị trường nó cũng rất là khó. Cũng trong năm 2017, anh đã mạnh dạn vay 400 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, mua máy móc, chế biến tinh bột, đao giềng để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm. Từ mô hình chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về gần 200 triệu đồng. Không chỉ chịu khó làm ăn, vươn lên, trở thành một hộ sản xuất kinh doanh giỏi, anh Đặng Văn Luyện còn là người gương mẫu nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của hội cựu chiến binh, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với cái diện tích nhà anh Luyện và đang triển khai cái mô hình nông lâm kết hợp này thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái hiệu quả ở cái chỗ là góc độ về kinh tế. Cũng đã mang lại, bước đầu mang lại những hiệu quả về kinh tế nhất định. Bên cạnh đó nó có những cái góc độ về hiệu quả về góc độ xã hội, ví dụ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, như là cái diện tích nhà anh ấy triển khai trồng ớt này thì nó là một cái hướng đi mới trong cái việc là chuyển đổi giữa cái cây truyền thống là cây lúa sang những cái cây trồng mới, đó là những cái cây mang lại cái giá trị thì thu nhập nó cao hơn. Cần cù, năng động, sáng tạo,
mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Đặng Văn Luyện là điểm sáng để bà con Cốc Mì cũng như các địa phương khác học tập và làm theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.